đi à, vui đi à. Đây là 1, 2, 3, vô. Rồi, xin phép mời đại diện của trai bạn nha. 38 giây. Wow. Tuyệt vời các bạn ơi. Chị Nga ơi. Không, chị Nga nói vừa nó sẽ bị cái này. Ok ok. Rồi. Nó bị hai cái mic nó chọi nhau, chóe lắm. Tức là hiện tại mình không có cái dòng bia nhỏ, tại mấy bữa nay nhậu quá lấy hết uống hết trơn rồi. Thì bây giờ là những cái dòng bia này là cái sản phẩm là 500ml là bằng tương đương bằng hai lon nhỏ. Thì 500ml này mình sẽ không cần biết như thế nào, thì ở đây có 8 cốc như vậy. Mình sẽ rót không cần biết là 4 lon hay 5 lon, mình chỉ cần mình rót đầy cái này và không có bọt nữa là tính là uống hết 8 cốc này là thắng. Đó, và thể lệ tham dự thì rất là đơn giản, không có một cái thể lệ hay là chi phí nào dành cho khán giả đăng ký. Chỉ là muốn là khán giả trải nghiệm uống bia Camel như thế nào. Và đặc biệt nữa là giờ cái dòng sản phẩm này thì chỉ là có giá là 320.000 một thùng 500ml. Đó, 24 lon. Thì Tết này bà con nhấc máy lên, số phone của Nga là chạy dài trên video luôn, cho nên nhấc máy lên để mà lấy về nha. Và đặc biệt hôm nay thì nếu như mà trong cái video này ai mà uống nhanh nhất thì hiện tại là mình không có thể nào di chuyển được con xe, nhưng mà chắc chắn là khi mà đậu ai mà chiến thắng rồi thì chắc chắn là cái con xe SH nó sẽ thuộc về tay người đó. Còn giờ có xe này lỡ thắng lấy luôn đi. Lấy luôn đi, khỏi có phương tiện di chuyển luôn. Đấy thì vẫn là thể lệ như cũ, uống bia. Số lượng là do ban tổ chức quy định đặt ra, và khi mà mình uống ai là người uống nhanh nhất thì sẽ giành chiến thắng. Bây giờ mình xin phép phỏng vấn từng người nha. Em chào anh. Dạ. Anh đến từ đâu ạ? Em Nghĩa Lộ. Nghĩa Lộ. Mình đồng bọn. Anh tên gì nhờ? Em tên Toàn. Anh Toàn, mình có thâm niên uống bia bao nhiêu năm rồi anh? Không nhớ được gì. Wow. Độ 15 năm gì đấy. Ở đây Toàn là thần cồn không à. Đây em cảm ơn anh Toàn đã trả lời một số phỏng vấn của em. Còn em trai tên gì? Thịnh. Thịnh năm nay nhiêu tuổi rồi em? 30. 30, nhìn tuổi 18 không, định không cho uống bia rồi đó. Khá trẻ quá, đẹp trai quá. Mình uống bia được bao nhiêu năm rồi em? Hơn chục năm. Mà sức khỏe ổn định không? Tim mạch ổn định luôn vậy. Mấy lính về. Ôi trời má ơi, chết tôi rồi. Ok rồi, dạ còn anh, chào anh. Anh Cường. Anh Cường, mình quê ở đâu nhờ? Em ở trên Tú Lệ. Từ Tú Lệ chạy về đây 50 cây. Wow. Và anh Cường đang là công việc gì nhờ? Em làm trên nhà hàng Hương Lúa Tú Lệ. Anh là chủ nhà hàng Hương Lúa Tú Lệ. Ngày mai mình đi Tú Lệ, mình trên video mình sẽ lên ủng hộ em ấy. Việt Nam nói là làm. Ok, cảm ơn em Cường, cố gắng lên nha. Còn hai bé này khỏi nói rồi, đây là tí là sẽ đốt lửa chạy lên và mấy em sẽ có một điều nhảy múa xòe của người Thái nha. Đây là do cả nhà đã coi, đây là em Ánh và em Thảo. Bữa nay xinh thế, cười cái đó. Ok. Rồi xin phép là em có thể phỏng vấn chị không ạ? Vâng. Chị tên gì ạ? Em tên Thảo. Chị Thảo, chị Thảo năm nay bao nhiêu cái xuân thì rồi nhỉ? 33. 33, vậy là đủ tuổi uống bia rồi. Vâng. Chị Thảo uống bia được bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng khá lâu rồi. Khá lâu rồi. Hôm nay thì em xin phép là chị Thảo có khả năng là uống cỡ bao nhiêu lon? Thường thường là mình nhậu là bao nhiêu lon? Âm thùng. Thùng rưỡi. Bởi vì ngồi lâu không biết được. Ngồi lâu không biết được thôi, xong phim dáng này rồi. Rồi ok, em cảm ơn chị Thảo. Em cảm ơn Trung. Tự nhiên đi tới đây bắt tay xong tay. Rồi anh tên gì ạ? Anh tên Thành. Anh Thành. Anh Thành sinh năm bao nhiêu ạ? Anh 82. 82, anh Thành uống bia được. Uống được có tầm 20 năm cả. Em mới uống được có 2 năm. 20 năm. Em 2 năm. Em 2 năm. Chết em rồi. Thôi xong phim chuyến này rồi. Dạ còn em? Em tên Thư ạ. Em Thư sinh năm nhiêu em Thư nhỉ? Sinh năm 98. 98. Ôi tuổi dần hả? Có dự không? Có dự không em? Có dự hả? Trời, trả lời có luôn. Thẳng thắn luôn. Hồi nãy là đưa con trai đi mà để con trai phía sau rồi. Nói một câu mà mình vẫn ghi âm lại được.
đem quà về cho chồng. À, chúc chúc em may mắn là nha. Bữa nay mà uống xong mình cũng có giải thưởng cho người về nhì nữa. Biết đâu mình về nhì mình ôm giải thưởng đó. Dạ, còn anh tên gì ạ? Anh tên Cầm. Anh Cầm, em chào anh Cầm. Anh Cầm sinh năm bao nhiêu tuổi? 85. Anh Cầm có tự tin bao nhiêu phần trăm hôm nay không anh Cầm? Khoảng cỡ vào tầm 50-60% luôn. 50-60% luôn, wow, vậy quá tuyệt vời. Vậy thôi, bây giờ là anh em mình cùng nhau cho khán giả phía sau thấy là, qua cho khán giả mọi người thấy là giờ khán giả phải nói là người ta nói là lân múa hay thì nhờ tiếng trống, mà người uống hay là nhờ tiếng vỗ tay đúng không ạ? Bây giờ thì anh em ơi! Lên nào! Thì cảm ơn, xin phép là cảm ơn bà con ở Nghĩa Lộ Mường Lò đã luôn luôn ủng hộ Nga Sumo trong suốt thời gian qua. Cảm ơn cô chú đã bỏ chút thời gian để mà đến đây để giao lưu cùng với Nga và tất cả bà con cô bác. Đấy, còn đây là ban giám khảo. Ai là ban giám khảo thì cứ lên ngồi nha. Đấy, thì sau khi mình uống bia xong thì mình sẽ cùng với mọi người ăn với nhau một bữa cơm. Rồi ở bên trong thì còn rất là nhiều đồ ăn, thì mình phải bày cái bàn như vậy để mà mình ngồi mình uống đó nha. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu đếm ly nha. Ly ở đây thì cái ly ở đây thì vô tình là tổ chức thì cả nhà lá vườn đó nha, nhiều khi không đủ nhưng mà cả nhà xem nha, đều bằng nhau hết. Đấy, đều bằng nhau hết. Rồi bây giờ mình xin phép mà lấy ly này hả? Rồi thôi lấy ly này đi. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bên đây là anh kéo cái thùng bia đỏ này qua đây cho em xíu nha, để cho anh em mình dính lại gần nhau. Bê người thôi, bê. Em thì bê bia thôi, em có biết bê người là bê gì đâu. Xác vào. Từ từ nha, để mình xin nó công bằng á, thì mình sẽ 2, 4, 2, 4, 6. Không, em lon thì lon nhỏ hết, em hết rồi, lon thì... Hay là bây giờ cứ vậy đi. Mỗi người 4 lon. Quyết định này luôn nha, bây giờ là lon thì chuẩn hơn thì mình khỏi phải đo cái ly. Tại giờ mình đo cái ly thì mình muốn công bằng cho đại gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ 4 lon mỗi người. Bây giờ là trên bàn là có màu đỏ, màu vàng. Ai chọn đỏ thì lấy đỏ, ai chọn vàng lấy vàng nha. Vàng á là đô là khoảng là 4.8. À, 4.5 thôi, nhẹ lắm. Đây. Còn cái này 4.9. Mình là mình ra đấu trường nhiều cho nên mình phải uống 4.9 mình mới gọi là công bằng. Đấy, rồi còn mọi người lên. Rồi, bây giờ xin phép. Rồi, bây giờ là chương trình rất bia bắt đầu. Đấy, thanh niên này nhanh nhờ. Đây, Long lấy bia, lấy bia vô tư để em. Bình tĩnh nha, em ơi, Thảo ơi, đưa chị Nga bia thêm. Từ từ nha, khi nào Nga kêu rót thì mọi người mới rót nha. Rồi, bia sẵn đây. Em ơi, đưa bia cho Nga. Đây, anh muốn đỏ luôn đúng không? Đỏ là 4 lon nè. Phải mỗi người 4. Mỗi người 4 lon. Và rót xong rồi để 4 lon của mình lên đây nha. Đấy. Em 4 lon. Rồi rồi, để em lấy bia cho. Không sao, bia thì cung cấp vô tư. Đây, tự chị nè. Ờ, chị đi thi 4 lon ạ. Cho em 1 lon nữa Thảo ơi. Đây, nhìn mày đi. Rồi, còn ai đủ bia rót hết rồi để lên đây nha, để cho mà sự công bằng. À, mọi người đừng cái đẩy cameraman nha, cameraman té tội. Đấy. Mình cứ rót hết 4 lon đi rồi tính. Người ta nói mình uống bia nhiều mà không biết rót bia, nhìn ra xung quanh rót nè. Nhưng mà chứng tỏ cái dòng bia này rất là mịn bọt nha. Dòng bia này rất là mịn. Cái này người ta gọi là rất là nhiều tinh túy gì ạ. Mình cứ rót làm sao mà hết 4 lon bia này là được. Đây, cái chương trình này sẽ là kéo dài khắp 63 tỉnh thành, cho nên bà con cô bác có ai quen hay là giới thiệu thì cứ nói là em đi chương trình Nga Sumo thì mình có thể là giới thiệu cho anh em bạn bè của mình để đăng ký tham gia nha. Trời đất ơi, một lon mà hết 3 ly rồi. Ủa, có 2 ly á. Dạ, anh rót chuyên nghiệp quá, em thua. Hai ly à? Cameraman làm sao mà em lấy được bao quét mọi người nha. Để tập trung cho khán giả, tại vì khán giả nhiều khi bình luận là Nga ơi, biết em uống được rồi cho nên phải quay khán giả. Em mình phải quay luôn cả behind the scene luôn. Đấy. Cho đèn lên đi cô Tích ơi. Phố lên đèn và Nga lên bia. Ai uống nhanh nhất thì được. Không cầm nha. Hôm nay thì không cầm nha. Cầm nha. Chị 4 lon chưa? Đây dư 1 lon nha. Đây, để 1 lon ra ngoài này. Cái này là dư rồi nha. À, cứ 4 lon là 8 lon đấy.
Ăn ngửi cái mùi ghê coi. Thơm không? Thơm này nha. Hôm bữa anh uống bia. Ai chưa có SH vào đây lấy SH này. Đấy, mang quà về cho chồng. Chồng ở nhà vợ đi uống bia. Đứng kế. Mời anh em nào ở khu vực Nghĩa Lộ tới nhà hàng Homestay Tông Bọng để khi đấu trường uống bia lấy SH về chơi Tết nha các bạn nha. Kêu là chạy 100 cái số, chị lên đây gặp chị nha. Lên đây xem nào. Ôi, lên đây chị áo hồng lên đây. À, nãy chị nói em nghe rõ ràng. Lấy SH. Dạ. Hello tất cả mọi người. 100 cây số mà sao không lên thi? Hả, chị tên gì? Em tên Tâm. Chị Tâm quê ở đâu mà chạy lên đây xa thế? Em ở trên Mù Căng Chải á. Ờ, Mù Căng Chải chạy lên tới đây. Đấy, Mù Căng Chải đấy. Tham gia không? Xuống đây 100 cây để uống bia này. Tại vì nhà chưa có SH. Tức là quý mình cho nên lên. Mình cảm ơn Tâm là lấy chị em mình lại giao lưu sau nha. Dạ, chúc sức khỏe nha. Từ đó chạy vào đây, tí em mình chụp 100 bức hình. Trăm cây. Vâng, chốt ạ. Đơn nha. Vâng. Kiếm một cái cá hồi là tới đó. Vâng. Rồi, à lên tới đó luôn. Đấy, vâng. Ok rồi. Lo đi nhiều chuyện bia chưa rót xong. Dạ em không không sao được. À, nội dung yêu cầu đặt ra là nếu như ai mà uống đổ thì coi như chị nghe nhờ em Ánh với lại em Thảo đứng hai góc, ai mà uống đổ ra là dừng cuộc chơi, người đó sẽ là dừng cuộc chơi. Nhỏ vài giọt không sao nhưng mà đổ ọt ra là có dòng chảy là thôi, đi về với vợ để em trách ba đâu. Nhưng mà chị Nga được mấy chiếc SH rồi chị Nga. À, và đặc biệt nữa, cảm ơn em Tình bên trái bảng. Thì đặc biệt nữa là khi mà mình uống thì mọi người cứ nói là chị Nga, nếu mà chị Nga thắng vậy là bữa giờ tính ra mình thắng mình được 4 con xe SH rồi đó. Nhưng mà thật ra là mình không có nha cả nhà. Và khi mà mình thắng thì số tiền của mình nó sẽ được công ty Camel tài trợ là 20 triệu, nhưng 20 triệu đó xung vào quỹ thiện nguyện của Nga Sumo, tức là mình lấy cái công sức của mình ra và được đồng hành với mình là Bia Camel để mà có những cái chương trình mà làm thiện nguyện bà con từ Bắc vào Nam. Đó, chứ không có dành cái gì cho mình hết. Đấy, không có chiếc khách nào nha bà. Em không có xe đạp đi nữa. Đây rót được 7 ly thì em cũng xin phép là 7 ly. 8 ly vượt. Có người vượt 100 cây số về để uống bia nhá. Muốn lễ hết. Chuẩn chưa anh Thành? Hai anh muốn à? Để lễ rồi, để cho vợ. 4 lon này là được 7 ly này. Này mình cũng dời ra 1 ly. Một mình anh chấp hết. Chấp tất. Dạ bia này bỏ bia mà được lấy xe mang về tuyệt vời quá còn gì. Chị Nga em hỏi chút, mùi nhậu có phải chia không? Hay là để đấy là... Tức là tí là mình là buffet, tiệc lớn là anh em mình cứ... À bay vô thôi, tay chân là phải đủ hết. Lấy kiếm bia miễn phí em ạ. Bên đây là nè, kiểm tra nè. Bây giờ mời trọng tài kiểm tra bên đây trọng tài Thảo nha. Đây trọng tài Thảo kiểm tra này. Hết lon, hết lon. Đây dốc hết, con mặt trang hẳn dốc sạch nha, dốc hết tình này, hết kêu về đây sao được tính. Đúng rồi. À, mọi người lùi lại giúp em xíu nha. Lùi cho lại để con kiếm được cái nó hơi chậm, đẩy cái ghế này ra bỏ bọn em nhà lọt lên đây. Thôi, tắm máy đi để mình làm. Cho em bỏ ghế. Bên kia chưa nhiều thấy lỗi tùm lum rồi đó. Chưa xong hả? Rồi, cho em xin một cái đồng hồ bấm giờ. Cô Tuyết. Cô Tuyết là người bấm giờ, lấy điện thoại ra để bấm giờ. Hãy dựa vào đây, dựa cái đồng hồ vào đây. Ờ, Thảo để qua đây. Không, đồng hồ đang ngoan. 10 lon. 10 lon luôn. Vậy phải ngủ luôn. Câu này anh nói lại nha. Khi nào bấm giờ là em bấm cái em dựng lên đây. Chọn đứng xe nha, khi nào em ngồi đó em bấm em dựng lên đây. Anh đứng sao không hình quay ông không quay. Em ơi, em sát vào đây, em giờ cái hùng nó qua luôn. Em bỏ xuống đất luôn, bỏ xuống đất luôn cho mọi người thấy. Đúng rồi, bỏ xuống đất. Sơ sót quá xin lỗi em nhé. Đây. Đây sơ sót quá. Đây chồng lên đây, chồng lên đây. Đó, để cho bạn ấy phải vô khung mình đàng hoàng. Đây người thật việc thật. À hai em trọng tài giúp chị Nga kiểm soát nha. Rồi. Rồi chưa? Chị ơi. Ok bấm máy. Ông tài đi rót tôi mày. Anh Thành vừa nói một câu, anh nói lại cho em nghe con. Khênh thôi, không đi được. Kéo dài 2-3 phút được 10 lon. Chết tôi rồi. Rung tay luôn, tim em nó muốn rớt ra lòng ngực luôn, rung. Thì như thế là mình dã man vậy trời ơi. Dạ anh nói làm em cũng... Chị Nga đừng để mất SH ở Nghĩa Lộ nha. Cũng
xứng đáng em, tại vì người ta nói là Nghĩa Lộ là một cái nơi mà uống rượu uống bia là đỉnh của phía Bắc mình, cho nên nó hơn mình muốn là đưa cái dòng sản phẩm này về khu vực này. Tại sao mà dòng bia ngon này mà không về Nghĩa Lộ đúng không? Cho nên xứng đáng. Đấy, mình xếp cho nó đều, cái anh em mình chụp tấm hình nha. Rồi mọi người muốn chụp hình không? Anh chụp hình đây. Ô tô mà. Anh có thấy em ô tô đây này. À dạ vậy anh ơi, anh sẽ giúp em đi về phía sau vậy. Dạ. Anh giúp giùm em, tại giờ ở trên đây là. Dạ. Xin làm phiền anh nha. Rồi xong chưa hả? Rồi bắt đầu giờ ai là trọng tài đọc giờ này. Ê bác bé. Bán đi, kêu 1 2 3 cái anh em mình sẽ cầm cái ly lên. Vô cái để uống nha. Để mình cái kiểu như là mình mời khán giả luôn. À ok nha, cầm ly lên nè. Cả nhà mình sẵn sàng các bạn. Rồi, hơi lớn lên em. Giờ phải bấm giờ không? Cả nhà mình sẵn sàng. Chuẩn bị khi mà vô cái là em bấm giờ nha. Uống lên là bấm giờ rồi. Xoay đều nha Lâm, xoay đều nha. Tất cả xoay đều nha. Chị ơi chị ơi để cho camera nó quay giùm em cái. Dạ. Rồi. 16.000 người. Ờ thế thì sang bên này. Mô nha. Rồi. 1 trong tay sao không thủ vào đây luôn. Rồi. Đúng chưa? Hai. Em hô à. 1, 2, 3. Mời em. Cố lên. Ây à. Chị ơi, nhanh lên, chị lên. Cố lên. Anh em ơi, cố lên. Ad hát luôn trời anh em. Cố lên. Trời ơi. Lắc đầu rồi. Cố lên chị ơi. Bao nhiêu giây? 38 giây 48 tích tắc là chị Nga đã uống xong phần bia của mình rồi các bạn ạ. Phun rồi. Nói chung là có 3 bạn là chạy ra là trả về cho bất động sản rồi cả nhà. Chạy về trả về đất bất động sản rồi. Thì chị Nga phỏng vấn em an toàn đúng không? Thịnh, em Thịnh tạo ấn tượng cho mình. Vì sao em Thịnh uống tổng cộng là 4 lon nhưng mà chỉ còn 2 ly thôi. 2 ly này chị xin phép mời em luôn. Đấy, mình thích như vậy. Đây, không em uống luôn cái này. Đây, hai chị em mình nha. Ui, điểm luôn nha. Thế thì nha. Đây thì Tú ơi, tí em tặng cho bạn Thịnh thùng bia mang về. Đây là món quà của chị Nga. Đây, quá tuyệt vời luôn. Đây. Chúc mừng. Không đá cũng ngon, để anh Cường vào đây. Ủa sao anh chưa về lại à? Trả về cho bất động sản. Ê, thì bây giờ là quay lại rồi. Thí sinh này beautiful này các bạn ạ. Anh Thành đúng không? Hồi nãy anh kêu là 10 lon. Cái thai còn 10 phút. Thì 2 phút, bây giờ nãy giờ 2 phút rồi đây. Nhưng mà cảm nhận của anh lúc này. Đâu, em thắng một thôi. Không, vẫn được chứ. Bạn này vẫn uống với em được dễ gì rồi. Tưởng là em uống hết rồi thì em nhất rồi. Nhất đó là chuyện uống cái xe, còn chuyện anh em mình riêng, em giỡn thôi. Nhưng mà cảm nhận của anh lúc này như thế nào? Biên ngon. Em nói thật với em bà con bác chứ, bữa nay em ăn cháo lòng của Ngọc và Vũ Ngọc ấy. Em ngồi đây uống hết nước rượu rồi hết rồi. À, gọi điện đây. Bà chủ ở cháu lòng đây. Nói chung ấy, là mình không cần biết là buổi sáng của chương trình mình ăn uống như thế nào. Nhưng mà trong cuộc giao lưu như vậy, gấp 320.000 thôi. Lon đi nha. Từ. 24 lon. Từ, để cho mọi người đã. Tất cả mọi người đã thử vitamin nha. Quay tất cả mọi người. Đây mọi người, ai chưa có bia này?
Trời, mọi người để nghe xé thịt cho mọi người nha. Đây. Đây, em phải uống như vậy mới ngon, nó mới béo. Cam mồm, đi lạc cà. Em nhìn cái rốt này, đây. Anh chè này hỏi mình là uống như thế nào mới ra bọt này. Uống bia là ngon đó, là mình uống như vậy. Đây, nào, rất là ngại chị Mai. Chơi tối đêm nay đi. Đâu rồi, vô. Mày bia là phải nói như mày. Nào cả nhà mình vô cả nhá. Uống xong cái này thấy sao liền luôn. Hai làm cái. Cổ vũ. Hai bây giờ là nghe xin phép thầy mọi người dùng cái món này nha. Đây. Là cổ vũ làm đi. À cho con cái kéo của tôi đây. À. Nga. Dạ. Anh có 4 này cổ vũ cho mỗi người một đi nha. Rồi, mời hết tất cả mọi người. Bây giờ là mình sẽ là thưởng thức cái món đặc sản làm mình lấy trời à, và cô Thúy trong những cái vườn mà làm ra cái món ăn này đặc sản này ơi làm mình luôn. Đây là xin giới thiệu với đại gia đình, đây là ông Tuyết của homestay và cũng là người hôm nay là tổ chức ngày làm xin phép là con xin phép mời cô Tuyết một ly đây. Con làm đi nhà phân phối và đặc biệt là nào trả trả lại đặc biệt là mình đã tìm được một nhà phân phối độc quyền ca mồ tại nghĩa lộ đó chính là cô Tuyết của homestay Tông Bồng và cái dòng bia này nếu mà cả nhà muốn mua và uống phải tới homestay Tông Bồng. Alo cô Tuyết với số điện thoại bao nhiêu cô Tuyết? 0383148945 đấy thì cả nhà có thể là alo cô Tuyết thì con sẽ trong vòng 3 ngày con sẽ cho người ra ký hợp đồng với cô để làm nhà phân phối độc quyền camel tại nghĩa lộ một lần. Yeah anh em ơi. Uống làm sao là uống làm sao? Hết nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. 3, vô. Đấy, thì cô Tí sẽ là nhà phân phối nha. Ôi, hết luôn cô Tí. Sợ gì? Và đặc biệt cái bia này uống là ngày mai không bị đau đầu. Nhưng mà bây giờ đây, bây giờ là có nhiều khán giả thích kêu là Nga ơi thích nhìn chị Nga xế gà lắm. Để Nga anh ơi hôm nay là đây gà hấp lá chanh nha. Ui con gà này, đây con gà này nè chanh nè. Đấy bây giờ là đi tiếp luôn đây. Tức ngày càng ngày càng bay càng cao càng xa. Ok em xin chị. Ui em toàn chị Thịnh. Chị Nga cảm ơn Thịnh không? À mời cả nhà nhá. Đây. À. Bữa nay mình chơi tiếng đứng luôn. Đây. Đây mình phải tặng cho người phụ nữ đẹp nhất ở đây. Người mẹ của mình. Đây, con tặng mẹ cái đùi. Đây. Rồi mọi người ơi. Đây vào đây em đây bữa nay lần đầu tiên em xé gà em đưa luôn. Đây mọi người ăn cho vui. Tưởng chồng luôn, bữa nay mình chơi tiệc đứng. Phía xa kia các bác anh đang nhậu. Chia ra rất nhiều nhóm các bạn ạ. Vì là số lượng người khá là đông nên là mọi người phải chia cho ra. Tôi thấy nhờ người ta đốt lửa chạy nhau. Về đây. Người ta đốt lửa lên. Em ơi, em chụp cùng anh em anh cái đấy. Các bạn ơi, riêng chẩm chéo thì các bạn phải chấm ngập nhé. Càng ngập càng phê. Anh công mèo chiến đi. Thôi, mời nhá, mời mọi người cả nhà cùng dùng bữa tối. Đây, tôi cũng được không? Ôi giời, chè hết mồm đi kia, ăn ngon rồi đấy. Đúng rồi. Ăn vào, ăn vào. Chụp cho. Bấm máy. Hả?
cái này là phải nói là cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều luôn đấy. Nhưng mà chị em mình tình cảm vẫn đi lên nhờ. Ok chị. Cả nhà ơi, em có thể giới thiệu trên kênh chị Nga không? Dạ. Luân ơi, đây bây giờ anh giới thiệu nè, giới thiệu trên kênh chị Nga chút nào. Vừa nãy thì trong quá trình chị Nga tổ chức live show thì không tiện vào khung hình. Bây giờ thì mọi người đã thi xong hết rồi thì em được giao lưu với chị Nga. Em tên là Tình, kênh YouTube Trai Bản. Đấy, nếu mà cả nhà có yêu thương Nga, Sumo và cũng như là yêu thương tất cả các kênh YouTube thì ủng hộ cho em Tình bên Trai Bản nha. Thì có thể là ngày mai, ngày mốt là mình sẽ làm một cái video bên Trai Bản nha cả nhà. Đấy, giờ okay. Chị em mình là xé luôn đi. Đấy, cùng vào. 1, 2, 3, vô cho camera là 1, 2, 3, vô. Không thi đâu nha, mình không được ăn đâu nha. Ăn được hết, chia sẻ hết. Cho em một cái găng tay. Đấy, cắt kéo cho. Giờ là cắt trẻ ăn thề này. Cắt trẻ. Ok, cảm ơn chị yêu. Như vậy mới vui nè. Bữa giờ thì mình cực giòn luôn nha các bạn nha. Con mời mẹ. Ăn thịt ngồi là rất là nhiều rồi, nhưng mà bữa nay mình được ăn thịt đứng. Cô Tiến, mẹ mãi yêu. Nhà có cô Tiến đây, cô Tiến là giúp con nha. Công là bằng thanh niên này nè, là trước cái thanh niên này nè. Chế này chắc là bà chủ phải siêu tầm mãi mới được cái bộ chế ngon này đấy. Vâng ạ. Chế này là phải đặt mới có chị nhỉ? Đặt mới có em, đúng rồi em. Không phải đâu có. Đây, dành cho đối thủ xứng đáng nhất. Đó chính là... Đâu rồi? Đâu rồi? Đây, đối thủ xứng đáng nhất. Đây, bây giờ. Nước chấm. Ăn cái kiểu gì ngay đi. Ngập mồm. Em làm tiêu nhá. Ngập mồm vào. Xin phép luôn nha. Đây, bạn Tình. Dạ. Cắn cái kiểu này sao cắn bồ nhỉ? Khổ tâm ghê á. Đấy, được đấy. Chúc nhau nha. Tập đoàn có một chiếc SH đâu mà cả có 100 chiếc lộn, cho nên đó là 63 tỉnh thành là 63 chiếc. Ăn thua gì? Nhưng mà bánh này ngon. Qua làm 8 cái. Chị Nga đút cho em trai ăn nhiều lắm rồi, nhưng mà hôm nay xin phép mà đút cho chị Nga một miếng siêu khủng. Cái nhà Nga có được sự hát. Ok. Em ăn trước. Hai em đẹp trai rồi. Xin phép mời đại diện của Trai Bản nha. Wow. Tuyệt vời bạn ơi. Thế em. Ok. Từ để em. Tối qua có lại mới tài làm nhau nha. Ngon nhỉ. Hết nói được luôn. Đúng rồi, chạy. Bấm máy chưa? Rồi, bây giờ đại gia đình ơi, quá là vui luôn. Bây giờ là mình là xin phép là bây giờ là lên lửa chạy để mà tất cả mọi người cùng nhảy múa với nhau hả? Mình đây là giải nhì. Ui, ok. Thank you.
chia sang bên này nữa. Ấn chia ra, chia ra. Cứ thấy thằng Tình đẹp trai là cứ sán cho nó. Ôi, cháu là cháu thích lắm đấy. Chụp á? Chụp ngang hay chụp dọc? Chụp ngang hay chụp dọc? Em ơi! Chụp nghiêng! Chụp nào cũng được. Dạy nhìn okay đi. Phải chưa? Rồi xong chưa? Ê, cái gì ơi, phải nói là hôm nay là một đêm quá là tuyệt vời khi mà mình đã được trải nghiệm giới thiệu với lại đại gia đình đó về cái homestay của cô Tuyết. Và đặc biệt ngày hôm nay là con không phải là vấn đề là beer camel hay là một cái gì cả, mà là cái tình cảm, mà cái tình cảm này quá là đông đầy, đúng không ạ? Và khi mà mình được tất cả mọi người yêu thương và quý mến đã ủng hộ cùng với nhau là có những điệu múa xòe, là cái những cái nét văn hóa và truyền thống của người Thái ở đây. Cảm ơn em Tình, cảm ơn tất cả mọi người bên chai bản, thì sắp tới mình sẽ giao lưu với lại bếp chai bản với tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn cô Tuyết, con xin là trân trọng cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều, vì nếu mà không có Tuyết chuẩn bị ngày hôm nay thì cũng không có cái bữa tiệc quá là vui vẻ đấy. Và tất cả là mấy em ở đây là trong đội múa xòe, nếu mà cả nhà có dịp đến Mường Lò thì có thể là liên hệ với lại em Ánh để mà mình có thể là cùng với nhau là ca múa nhạc nè, múa xòe với nhau. Em Ánh ơi. Dạ. Số điện thoại của mình là bao nhiêu em ạ? Số điện thoại của em là 0369052002 ạ. 0369052002 nha cả nhà. Thì có thể là cả nhà có thể là liên hệ với em Ánh để mà nhờ em Ánh hỗ trợ để cho mình có những cái nét đặc sắc nè, văn hóa của người Thái và những điều nhảy tuyệt vời nhất của người Thái. Thì cũng như câu Nga Sumo hay nói là không phải là thức ăn không ngon, đúng không, mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, quan trọng là mình đi với ai. Và Nga xin phép là xin chào và chúc cả nhà có một ngày an lành. Nếu như mà cả nhà có dịp đến nghĩa lộ Mường Lò, tại sao không ghé homestay Tông Bọc đấy. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.